giới thiệu cho các em cái phương pháp đầu tiên, phương pháp số 1 để giải quyết bài toán tính đơn điệu của hàm số chứa tham số m. Thầy sẽ đưa cho các em phương pháp số 2, phương pháp tìm m để hàm số đơn điệu trên đoạn, trên một đoạn có độ dài là bậc k hoặc là độ dài lớn hơn k, nhỏ hơn k. Được chưa? Phương pháp này sẽ như sau. Cái bước đầu tiên chúng ta sẽ làm là bước 1 tính đạo hàm. Bước 1 chúng ta đi tính đạo hàm. Bước số 2, đề bài yêu cầu tìm m để hàm số nghịch biến trên đoạn, trên một đoạn có độ dài bằng k, thì điều này tương đương với thứ nhất a lớn 0, thứ hai y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2, sao cho trị tuyệt đối của x1 trừ đi x2 bằng k. Được chưa? Đấy là trường hợp nghịch biến. Trường hợp thứ hai đó là nếu như đề bài yêu cầu là hàm số đồng biến trên một đoạn có độ dài bằng k, thì điều này tương đương với a nhỏ hơn 0 và y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2, sao cho trị tuyệt đối của x1 trừ x2 bằng k. Được chưa? Chúng ta áp dụng phương pháp này giải các bài toán. Tìm m để hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng với 3x bình cộng với m trừ 1 nhân x cộng với 2m trừ 3 đồng biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 1. Thì đối với trường hợp là độ dài lớn hơn 1 thì chúng ta vẫn làm tương tự như vậy. Và các bước thầy đã đưa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ số 2. Bước số 1 vẫn là đi tính đạo hàm. Y phẩy sẽ bằng trừ 3x bình cộng với 6x cộng với m trừ 1. Đấy là xong bước 1. Chuyển sang bước số 2. Để hàm số đồng biến trên khoảng có độ dài bằng độ dài lớn hơn 1. Để hàm số đồng biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 1 thì chúng ta sẽ có điều kiện sau. Điều kiện đầu tiên đó là a phải nhỏ hơn 0 và phương trình y phẩy bằng 0, phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt, có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt này phải thỏa mãn điều kiện trị tuyệt đối của x1 trừ x2 lớn hơn 1. Với x1, x2 sẽ là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết từng điều kiện một. Điều kiện đầu tiên đó là a nhỏ hơn 0. A của chúng ta xác định a đây bằng trừ 3. Điều này tương đương với trừ 3 nhỏ hơn 0. Điều kiện này là luôn đúng. Được chưa? Xong điều kiện đầu tiên, chúng ta chuyển sang điều kiện thứ hai. Phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt và thỏa mãn điều kiện. Chúng ta làm điều kiện có hai nghiệm phân biệt trước. Y phẩy bằng 0 tương đương với trừ 3x bình cộng với 6x cộng với m trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2. Muốn phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt thì điều kiện chúng ta đó là delta phải lớn hơn 0. Điều này tương đương với delta của chúng ta phải lớn 0. Tương đương delta b bình phương 6 bình phương trừ đi 4 lần ac, 4 nhân với trừ 3 nhân với c là m trừ 1. Ở đây là lớn hơn 0. Được chưa? Điều này tương đương, thầy tính toán rút gọn đi, nó sẽ ra được là 24 cộng với 12m lớn 0 và tương đương với m sẽ lớn hơn trừ 2.
Đây là điều kiện thứ nhất của tham số m. Điều kiện thứ nhất của tham số m. Chờ. Sau khi phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Giả sử hai nghiệm đó là x1, x2. X1, x2. Là hai nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Và điều kiện chúng ta đó là trị tuyệt đối của x1 chứ x2 phải lớn 1. Điều này tương đương, chúng ta suy ra trị tuyệt đối của x1 chứ x2 lớn hơn 1. Như chúng ta đã biết, x1 chứ x2 thì bằng căn delta trên A. Điều này tương đương với trị tuyệt đối của căn delta trên A phải lớn hơn 1. Delta thầy đã tính đây rồi. Và hệ số A chúng ta có đây rồi, chúng ta lắp nó vào. Điều này tương đương trị tuyệt đối của căn delta, tức là căn bậc 2 của 24 cộng với 12m trên A của chúng ta là trừ 3 lớn hơn 1. Đến đây vì hai vế của chúng ta đều là những số dương, do đó chúng ta có thể bình phương hai vế được. Tương đương, thầy bình phương hai vế lên thì trên tử vế bên trái này, trên tử nó sẽ mất căn 24 trừ đi 10 cộng với 12m trên 9 lớn hơn 1. Đến đây chúng ta quy đồng khử mẫu đi. 24 cộng với 12m lớn hơn 9. Giải quyết cái bất phương trình bậc nhất đối với ẩn m, chúng ta sẽ tìm được m sẽ lớn hơn trừ 5/4. Đây chính là điều kiện số 2 của tham số m. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ tìm ra được m. Ta được m, m sẽ lớn hơn trừ 5/4. Được chưa? Vậy chúng ta kết luận được với m lớn hơn trừ 5/4 thì thỏa mãn yêu cầu, và chúng ta có đáp án đây, đáp án D. Được chưa?